Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023, chúc quý vị một ngày thứ sáu an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Thứ sáu máu chảy về tim, hy vọng ngày nào giờ phút nào máu cũng chảy về tim chúng ta quý vị ơi, chứ không riêng gì ngày thứ sáu đâu nha. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, chảo lửa ở Trung Đông rầm rộ, tàu thuyền và Houthi đã quậy rầm rộ ở cái biển đỏ, nguy cơ xung đột lan rộng ra khắp cả cái vùng Trung Đông quý vị ơi, quý vị à. Nội dung thứ hai, một cái thông tin cực buồn và đáng lo ngại cho một cái nơi mà nhiều người Việt nhất ở hải ngoại, đố quý vị nơi đó là nơi nào? Bình luận bên dưới nha, đó là tiểu bang California. Đây là một cái thông tin có thể nói là thê thảm tình đời đó quý vị. Trong ba gia đình thì một gia đình đói thiếu ăn. Vào ngày hôm qua, chính quyền thành phố Los Angeles, tiểu bang California báo động đỏ, 30% dân số ở miền Nam California thiếu ăn. Cứ mỗi 3 gia đình là một gia đình thiếu ăn. À, thế cho bữa hổm á thì chỉ có 10% dân số là có cơ hội sở hữu nhà ở tiểu bang California. Tức là trong 100 người chỉ có 10 người là sở hữu được căn nhà thôi. Bây giờ tới phiên trong 3 người thì một người bị thiếu ăn. Trời đất ơi, gây cẩn quá. Một cái thông tin mà có thể nó bất ngờ cho người dân Mỹ, một cái tiểu bang nổi tiếng trên cái đất nước Mỹ này mà dân số lại thiếu ăn. Ok, và nội dung kế tiếp liên quan tới Moscow cảnh báo đanh thép sẽ bụp Mỹ, sẽ quánh tay đôi với Mỹ trong nay mai. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật, và đừng quên để là một cái like và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, chảo lửa Trung Đông, tình hình của khắp cả cái vùng Trung Đông luôn quý vị ơi, chứ không riêng gì ở cái dải Gaza hay là ở Ebola nhân dân vậy. No, thì vào ngày hôm qua, nguy cơ xung đột ở Trung Đông nó đang lan rộng ra khắp cả vùng. Bây giờ nó không còn liên quan tới chiến sự Israel và Hamas nữa rồi. Tại vì sao? Trong suốt mấy ngày vừa qua, các đội Houthi nó đã tấn công rầm rộ các tàu thuyền ở trên biển đỏ, trong đó có cả luôn tàu chiến của đất nước Mỹ, chiến hạm, hàng không mẫu hạm gì nó quánh te tơ như tàu lá chuối hết. Bất kể cái tàu thuyền nào, cái chiến hạm nào mà ở trên vùng biển đỏ là cái đội Houthi này nó tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Trong mấy ngày vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã la làng la sớm lên là bắn rất là nhiều máy bay không người lái của cái đội Houthi này, tấn công vào tàu chiến của Mỹ, và cả luôn nó phóng tên lửa quả tiễn vào tàu chiến của Mỹ. Nhưng may mắn là tàu chiến của Mỹ đã đánh chặn được, cho nên không có cái người nào thương vong, chỉ có bị thiệt hại nhẹ nhẹ thôi quý vị nhé. Thì vào ngày hôm qua, nhóm Houthi tại Yemen đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các tàu thuyền thương mại, cả luôn tàu chiến của Mỹ ở vòng quanh cái khu biển đỏ, cũng như phóng máy bay không người lái UAV và tên lửa vào cái đất nước Israel. Tức là bây giờ cái nhóm Iran nó xúi rất là nhiều nhóm quậy tưng bừng khói lửa ở cái chảo lửa Trung Đông. Bây giờ cái cuộc chiến ở nơi này nó không còn giữa Israel và Hamas nữa, mà nó có nguy cơ lan rộng ra khắp cả vùng Trung Đông, everybody luôn. Và lúc đó thì Mỹ sẽ nhảy vào tham chiến, thì cái cuộc chiến ở đây nó sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá xăng dầu, dầu hỏa và vật chất quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới châu Âu. Hồi nãy ở Trung Đông đúng không, bây giờ tới châu Âu. Trong cái thời điểm này không có cái châu nào nó yên lành đâu quý vị. Châu nào nó không bị chiến tranh thì nó bị ảnh hưởng bởi đô la, kinh tế, miếng ăn, chén cơm, bánh áo. Ok, đây, vào ngày hôm qua, Moscow tuyên bố ra một cái cảnh báo đanh thép là quân đội Mỹ và Nga có thể bụp nhau bất cứ lúc nào kể từ bây giờ. Bây giờ chỉ còn là thời gian thôi, chứ còn cái chuyện quánh nhau thì dĩ nhiên sẽ xảy ra rồi. Đó. Đây, vào ngày hôm qua, Nga cảnh báo những tuyên bố của Mỹ, ok, sẽ làm cho cái khả năng xung đột trực tiếp giữa lực lượng quân đội Moscow và Washington, ok, và Nga, ông ta nói là ông ta không thể nào chấp nhận được những gì mà Mỹ đã tuyên bố.
Trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ là quốc gia đứng đầu viện trợ hỗ trợ cho Ukraine. Ok. Và cái cuộc chiến ở Ukraine nó vẫn còn bùng nổ và nó nóng như núi lửa hiện tại. Bây giờ nó chưa có cái dấu hiệu hạ nhiệt. Cho dù Mỹ đã lá lèn lá sớm hết tiền ủng hộ Ukraine, nhưng không biết là cái cuộc chiến này nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng bây giờ Mỹ và Nga đang đối đầu, hai bên đang so găng với nhau và chuẩn bị quánh nhau, quý vị nha. Và cái điều này thì cái thế giới loài người chúng ta không ai muốn xảy ra giữa Mỹ và Nga, hay là giữa Mỹ và Trung Cộng. Tại vì sao? Đây là những cường quốc sở hữu những cái hạt ghê gớm nhất trên cái quả địa cầu. Dĩ nhiên khi mà họ đụng độ với nhau, hai thằng đàn anh mà đụng độ với nhau thì dĩ nhiên là máu đổ đầu rơi. Ok, ghê cẩn lắm. Loài người chúng ta không ai muốn thấy nó xảy ra. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Nãy giờ mình ở Trung Đông đúng không? Mình ở châu Âu đúng không? Bây giờ mình trở ngược lại đất nước Mỹ đây. Đặc biệt là cuộc sống của người dân Mỹ đây. Quý vị nghe một cái thông tin cực buồn cho người dân Mỹ nói chung cũng như là tiểu bang California nói riêng. Tiểu bang California là một cái nơi mà có nhiều người Việt sinh sống nhất ở bên ngoài nước Việt Nam. Ok. Và đây là một cái thông tin mà liên quan tới cái miền Nam, tức là cái dòng dòng Phước Lộc Thọ quận Cam đó quý vị. Quý vị cẩn thận nghe kỹ nha. Trong 3 năm vừa qua, khi mà chú Bảy lọt vào được tòa Bạch Ốc, thì ông thống đốc Gavin Newsom đã làm cho tiểu bang California đứng đầu về mọi mặt. Mà không phải đứng đầu về điều tốt, mà đứng đầu về những cái điều nó gọi là tào lao mê lao. Ví dụ, di dân bất hợp pháp nhiều nhất trong cái đất nước Mỹ trong 50 tiểu bang. Homeless, mình gọi là người vô gia cư, ăn xin đó quý vị. Nhiều nhất trong cái đất nước Mỹ luôn, nó vượt qua tiểu bang New York luôn. Rồi, đây. Và bây giờ thì tình hình kinh tế ở trong cái tiểu bang này nó làm cho người dân ở đây bỏ của chạy lấy người. Một năm vừa qua hàng triệu người đã bỏ tiểu bang California để người ta chạy. Ok, rồi đây, chưa hết đâu. Cách đây mấy ngày tôi này có chia sẻ một cái thông tin. Theo như một cái cuộc khảo sát cho thấy, bây giờ người dân ở California không còn cơ hội, không còn giấc mơ Mỹ mà để sở hữu được một cái nơi nó gọi là an cư lập nghiệp, là căn nhà đó quý vị. Không còn cơ hội cầm được cái chìa khóa nhà đâu. Tại vì sao? Giá nhà ở đây mắc mỏ quá, cộng với tiền lời cao quá, lương thì bèo như con cá kèo. Cho nên trong 100 người thì chỉ có 10 người mới có khả năng sở hữu được căn nhà. Tức là người ta nói dân số ở California chỉ có 10% là có cơ hội sở hữu được căn nhà. Chưa hết đâu, sau cái thông tin buồn đó, bây giờ tới cái thông tin buồn này đây. 30% dân số ở đây đang thiếu ăn. Bao ngày hôm qua tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, tình trạng thiếu ăn hiện nay nó tệ chưa từng thấy. Khoảng 30% số gia đình ở đây đang thiếu ăn. Đó là những gì theo kết quả nghiên cứu của Đại học USC NBC Los Angeles đưa tin vào buổi chiều ngày hôm qua. Tình trạng hiện nay là tệ, thật là tệ trong 10 năm qua. Đó là những gì mà bà Kayla Di La Hayya, giám đốc viện công bằng hệ thống lương thực USC cho biết vào ngày hôm qua. Tức là như thế này, trong cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ, chỉ riêng California thôi là 30 dân số thiếu ăn, nghèo đói đó. Chưa kể trên đất nước Mỹ nha quý vị, nước Mỹ này có 50 tiểu bang, nhưng California thì nó tệ nhất. Ok, đó, quý vị thấy gì chưa? Thành ra bà con ở nơi này cẩn thận củi và lửa, cũng như bà con chuẩn bị đến nơi này định cư, những ai chuẩn bị leo lên máy bay mà định cư ở California thì suy nghĩ kỹ nha. Ở nước Mỹ này không chỉ có một mình tiểu bang California đâu, mà nó có 50 tiểu bang lận. Thành ra chúng ta phải chọn một cái nơi nó gọi là an cư lập nghiệp, đất làm chim đậu đâu quý vị. Đây là một cái thông tin mà chúng ta cần phải chia sẻ để cho bà con chuẩn bị đến Mỹ, hay là bà con đang ở Mỹ, suy nghĩ kỹ lại quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ sáu, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự ở Trung Đông, ở châu Âu, cũng như tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian với báo để xem cái video này. Please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem nha. Have a good day. Thank you.